Hello, welcome back to our lesson. Today's lesson is Unit 4, Writing. Let's get started. Trong phần này có những từ mới như sau. Available. 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 Nhấn âm vầy. Tính từ. Có sẵn, có thể. Sẵn có thể. Mentioning. 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 Nhấn vào men, danh từ đề cập đến, việc đề cập đến. Charitable, charitable, charitable. Nhấn vào tra, tính từ, từ thiện. Reliable, reliable, reliable. Nhấn vào like, tính từ, đáng tin cậy. Head office, head office, head office. Nhấn vào off, danh từ, trụ sở chính. Involve, involve. Involve, nhấn vào involve, động từ bao gồm. Guest, 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 danh từ khách, khách, khách mời. Sorting, 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 nhấn vào sort, danh từ việc phân loại. Chủ đề của bài viết là Writing an application letter for volunteer work. Viết một bức thư xin việc cho công việc tình nguyện. 1. Written the application letter for a volunteer position. Match the paragraphs with their aims. Đọc một bức thư xin việc cho vị trí tình nguyện viên. Nối các đoạn với các mục đích của chúng. Đây là những mục đích. A. Saying why you want to do the job. Nói lý do tại sao bạn muốn làm công việc này. B. Saying when you are available for an interview and can start work. Nói khi nào bạn có thể sẵn sàng cho một cuộc phỏng vấn và có thể bắt đầu công việc. C. Mentioning the job you are applying for and where you got the information from. Đề cập đến công việc mà bạn đang xin và bạn có được thông tin này từ đâu. Và sau đây là nội dung của bức thư xin việc. Đây là địa chỉ của người viết. 187 Giảng Võ Street, Đống Đa, Hà Nội. The 1st of January 20 số 187, đường Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội, ngày mùng 1 tháng 1 năm 20 bao nhiêu đó. Đây là địa chỉ nhận thư. Heart to Heart Charitable Organization, 100 Hà Thành Street, Hà Nội. Tổ chức từ thiện, từ trái tim, số 100 đường Hà Thành, Hà Nội. Dear Sir or Madam, quý ngài hoặc là quý bà, thân quý ông hoặc quý bà thân mến. Không biết là cái người nhận là nam hay nữ nên chỗ này là Sir, Sir là đàn ông, Sir là ngài, hoặc là ông. Madam là bà. Thêm chữ dear vào là thân mến hoặc là kính gửi. Kính gửi ông hoặc là bà. Paragraph 1, đoạn 1. I'm writing to apply for a volunteer position at the local center for community development. I heard about this opportunity in a public announcement last Monday. Tôi đang viết thư để xin một vị trí tình nguyện viên tại trung tâm địa phương cho sự phát triển cộng đồng. Tôi đã nghe về cơ hội này ở một thông báo công vào thứ hai tuần trước. Cái này là đối với cái mục đích C là đề cập đến cái công việc mà bạn đang xin và cái nơi nơi nào mà bạn có được cái thông tin này. Đoạn 1, paragraph 1 là nối với mục đích C, là đề cập đến cái công việc mà bạn đang xin. Đây thì đề cập đến là công việc xin là vị trí tình nguyện viên và nghe được cái thông tin này từ một cái thông báo công. Đoạn C vào đây. Paragraph 2, đoạn 2. I am interested in your community development projects because I really care about the life of people in the community.
and want to offer my services to you. Currently, all my Sunday afternoons are free, and I will be able to help at the center if I am chosen. Tôi quan tâm đến các dự án phát triển cộng đồng của các bạn bởi vì tôi thực sự quan tâm tới cuộc sống của người dân trong cộng đồng và muốn đề nghị sự phục vụ của tôi tới các bạn. Hiện nay, tất cả các buổi chiều Chủ nhật của tôi đều rảnh. Tôi sẽ có thể giúp tại trung tâm nếu tôi được chọn. Vậy cái đoạn 2 có thể nối với mục đích A. Mục đích A là nói lý do tại sao bạn muốn làm công việc này. Lý do là quan tâm tới các dự án phát triển cộng đồng này. Bởi vì là quan tâm tới cuộc sống của người dân trong cộng đồng và muốn cung cấp sự phục vụ của mình. Paragraph 3, đoạn 3. I have already filled in the online application form and sent it in as requested. I am available for an interview on any weekday after 4:30 p.m. or at weekends. If my application is successful, I can start immediately. I look forward to hearing from you. Yours faithfully, Nguyễn Hà Vy. Tôi đã điền vào mẫu đơn xin trực tuyến và đã gửi như yêu cầu rồi. Tôi sẵn sàng cho một cuộc phỏng vấn vào bất cứ ngày nào trong tuần sau 4:30 chiều hoặc là vào cuối tuần. Nếu đơn xin của tôi thành công, tôi có thể bắt đầu ngay lập tức. Tôi mong ngóng nghe tin từ bạn. Trân trọng. Ký tên Nguyễn Hà Vy. Vậy thì cái mục đích của đoạn 3. Mục đích của bạn đoạn 3 là IB. Nó nói khi nào bạn sẵn sàng cho một cuộc phỏng vấn và có thể bắt đầu công việc. 2. Read the job advert and answer the questions below. Đọc quảng cáo việc làm và trả lời các câu hỏi bên dưới. Đây là chủ đề của cái quảng cáo. Volunteers needed. Cần các tình nguyện viên. Our heart-to-heart charitable organization needs reliable and hard-working volunteers to work at our head office. Tổ chức từ thiện từ trái tim của chúng tôi cần các tình nguyện viên đáng tin cậy và chăm chỉ làm việc để làm việc tại trụ sở chính của chúng tôi. The job will involve welcoming guests and visitors to the office and receiving and sorting donations. Công việc sẽ bao gồm việc chào đón các khách mời và những khách viếng thăm tới văn phòng và việc phân loại và việc nhận và phân loại các sự ủng hộ. Trả lời câu hỏi 1. What qualities are needed for the job? Quality là phẩm chất. Những phẩm chất gì cần cho công việc? Những phẩm chất gì được cần cho công việc? Phẩm chất là đây, có hai phẩm chất là đáng tin cậy và chăm chỉ làm việc. Trả lời câu hỏi. Reliable. And hardworking. Two. What are the job duties? Các nhiệm vụ của công việc là gì? Các nhiệm vụ công việc là gì? Là bao gồm này, việc chào đón những khách mời và những vị khách tới thăm văn phòng. Và việc thứ hai là nhận và phân loại những sự đóng góp, những sự quyên góp, sự ủng hộ. Welcoming. Welcoming guests. Guests là khách mời nhé.
Còn visitor là khách đến thăm, không phải là khách mời. And receiving. And sorting. Donations. Việc tiếp nhận và phân loại những sự ủng hộ. 3. Complete the application letter for the job in 2. You can use the ideas in 1. Hoàn thành bức thư xin việc cho công việc ở phần 2. Bạn có thể sử dụng những ý tưởng ở phần 1. Ở đây có một bức thư viết dang dở, yêu cầu chúng ta cần điền vào và sử dụng thông tin ở phần 2 và ý tưởng ở phần 1. Ở chỗ này là điền địa chỉ của người viết này, và thời gian này, và đây là địa chỉ của nơi nhận thư này. Heart to Heart Charitable Organization, 100 Hà Thành Street, Hà Nội. Lời chào là Dear Sir or Madam, kính gửi ông hoặc là bà. Và đầu thư sẽ là I am writing to apply for a volunteer position. Tôi đang viết thư để xin một vị trí tình nguyện viên. Đó, tiếp theo là cái gì? Đầu tiên là nói cái gì nhỉ? Nói tiếp lần theo là nghe được cái thông tin này từ đâu đấy. Đó. Tôi sẽ nghe được cái thông tin này từ đâu này. Và tiếp theo cái lý do. Lý do tại sao xin này là I am interested in, là tôi quan tâm đến. Tâm đến cái gì? Tiếp theo là nói khi nào thì sẵn sàng cho một cái cuộc phỏng vấn này. I am available for an interview. Đó, vào thời gian nào này. If my application is successful, I can start. Nếu đơn xin của tôi thành công, tôi có thể bắt đầu công việc vào lúc nào này. Và cuối thư là mong tin từ bạn này. I look forward to hearing from you. Tôi mong ngóng, look forward là mong ngóng nhé. Tôi mong nghe tin tức từ bạn. Và cái đây là cái kính thư, cái cuối cùng là kính thư nhé, kính thư. Chúng ta có thể dịch cái cụm từ này là kính thư hoặc là trân trọng đều được nhé. Nó vẫn là cái gọi là cái hình thức cuối thư thôi. Đó, thì ở đây cô. Ở đây có một bài mẫu gợi ý như sau. Dear Sir or Madam. Từ dear chúng ta có thể dịch tùy hoàn cảnh. Bạn bè thì dịch từ này là thân mến. Người lớn hơn thì sẽ là kính mến. Còn trang trọng thì sẽ là kính gửi. Kính gửi ông hoặc bà. I am writing to apply for a volunteer position at the head office of Heart to Heart Charitable Organization. I saw the job advert on our school notice board. Tôi đang viết thư để xin một vị trí tình nguyện viên ở trụ sở chính của tổ chức từ thiện Từ Trái Tim, Từ Trái Tim. Tôi đã thấy quảng cáo công việc ở bảng tin của nhà trường chúng tôi. I am interested in volunteer work and projects to help people in our community. I am polite, reliable, and hardworking. I also have great people skills, which I believe are important for this position. Tôi quan tâm tới công việc tình nguyện và các dự án giúp đỡ người dân trong cộng đồng của chúng ta. Tôi lịch sự, đáng tin cậy và chăm chỉ làm việc. Tôi cũng có những kỹ năng về con người tuyệt vời. Cái mà tôi tin rằng quan trọng cho vị trí này. I am available for an interview anytime after 4:30 p.m. on weekdays and all day on weekends. If my application is successful, I can start next month. Tôi sẵn sàng cho một cuộc phỏng vấn vào bất cứ thời gian nào sau 4:30 chiều
các ngày trong tuần và cả ngày vào cuối tuần. Nếu đơn xin của tôi thành công, tôi có thể bắt đầu vào tháng tới. I look forward to hearing from you. Tôi mong nghe tin từ bạn. Yours faithfully. Kính đơn. Nguyễn Hà Anh. Như vậy là bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Bye bye.